Ngày 14 tháng 3, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau xác nhận, nguyên giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Cà Mau và hai cán bộ ngành y tế liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á, công ty Việt Á, được cho tại ngoại. Các bị can được tại ngoại gồm Đặng Hải Đăng, 57 tuổi, nguyên giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Cà Mau, Hồ Quang Nhu, nguyên phó trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ CDC Cà Mau và Lê Ngọc Định, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế Cà Mau. Các bị can được tại ngoại vì đã khắc phục hậu quả, tính nhân văn, hợp tác tốt với cơ quan điều tra, tại ngoại để điều trị bệnh. Trước đó, tháng 7 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiến hành bắt tạm giam 3 bị can trên để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế và CDC Cà Mau. Theo hồ sơ, từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, công ty Việt Á đã trúng thầu tổng số 11 gói thầu. Trong đó, Sở Y tế tỉnh Cà Mau thực hiện 4 gói thầu, CDC Cà Mau 6 gói thầu, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau 1 gói thầu, cung cấp kit xét nghiệm COVID-19, hóa chất, sinh phẩm, thiết bị, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 với số tiền trên 49 tỷ đồng. Qua điều tra xác định, Sở Y tế tỉnh Cà Mau mua kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á cao hơn so với chi phí sản xuất, dẫn đến thiệt hại khoảng 9 tỷ đồng. Còn lại gói thầu 40.000 kit xét nghiệm COVID-19 chưa thanh quyết toán, còn CDC Cà Mau mua kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á cao hơn so với giá chi phí sản xuất, dẫn đến thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. Ngày 14 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ đối với Lê Công Bình, 31 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, về hành vi giết người. Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 3, MNB, 34 tuổi, quê huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và TVT, 32 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình, ngồi nhậu trước phòng trọ tại số K119-3, Phạm Như Sương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và hát karaoke bằng loa kẹo kéo. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Lê Công Bình tạm trú cùng dãy trọ đến phản ánh về việc hát karaoke gây ồn ào và yêu cầu T tắt nhạc. Sau đó, giữa Bình và T xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc hai bên ẩu đả, Bình rút dao từ túi quần đâm một nhát trúng cổ bên trái của T, khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Bình đến công an phường Hòa Khánh Nam đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 14 tháng 3, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ông BVA, 55 tuổi, phó chi cục trưởng chi cục thuế khu vực Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tử vong trong tư thế treo cổ tại trụ sở làm việc. Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 6 giờ sáng ngày 14 tháng 3, cán bộ thuế sang phòng làm việc của đơn vị đóng tại địa bàn xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để gọi ông A thức dậy đi ăn sáng. Lúc đi vào phòng thì phát hiện ông này đã tử vong trong tư thế treo cổ, cửa phòng khóa trái. Trước lúc xảy ra sự việc, mấy ngày nay ông A ở tại phòng làm việc mà không về nhà, đến sáng nay thì phát hiện sự việc. Ngày 14 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Mỏ Cày trên địa bàn thị trấn Mỏ Cày và xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, với tổng chiều dài sạt lở khoảng 680 m. Điểm thứ nhất, từ cống Đình Hội Yên, thị trấn Mỏ Cày đến kho xăng, chiều dài 200 m, sạt lở tạo hàm ếch, hố sâu nguy hiểm có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ quan nhà nước như Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thống kê, Viện Kiểm sát, Trạm Y tế. Điểm thứ hai, từ chân cầu Ông Đình đến kho bạc nhà nước huyện Mỏ Cày Nam, chiều dài sạt lở khoảng 480 m, sạt lở từ kè hiện hữu lấn sâu vào, nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến quốc lộ 57. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu sơ tán khẩn cấp người, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, đồng thời cấm biển cảnh báo, khoanh vùng, ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở, bố trí cán bộ trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở. Mặc dù đã thực hiện nhiều giải pháp nhưng tình trạng ùn tắc đăng kiểm vẫn gia tăng, đặc biệt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều chủ phương tiện phải xếp hàng chờ đợi nhiều ngày mới đến lượt đăng kiểm, thậm chí người dân phải đi xa, sang các tỉnh lân cận để xếp hàng chờ đăng kiểm, do thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực đăng kiểm viên. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét cho phép lực lượng đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm của Bộ Quốc phòng tham gia hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới của Bộ Giao thông Vận tải.
Nếu được chấp thuận, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm của Bộ Quốc phòng tham gia công tác kiểm định xe cơ giới, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Chiều ngày 14 tháng 3, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo cho các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc làm một người chết, ba người nguy kịch xảy ra tại xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam. Trước đó, sáng ngày 7 tháng 3, bà N, 55 tuổi, trú xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, mời tiệc gồm 11 người tham gia. Bữa ăn gồm các món như thịt heo kho cá khô, món truyền thống cá chua làm từ cá chép, canh cải nấu bí đỏ, mít xào và cơm. Đến 13 giờ cùng ngày, 4 người trong bữa tiệc được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn cấp cứu trong tình trạng đau đầu, người mệt mỏi, buồn nôn, tê tay chân, lên cơn khó thở. Sau quá trình điều trị, 4 bệnh nhân này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để tiếp tục điều trị. Đến ngày 13 tháng 3, một người đã tử vong tại bệnh viện, 3 bệnh nhân còn lại hiện tại sức khỏe đã ổn định, ăn uống được, 2 chi dưới còn yếu vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. 7 người khác liên quan đến bữa tiệc của gia đình bà N không có triệu chứng gì sau khi ăn. Trạm y tế xã Phước Đức đã tiến hành lấy mẫu thức ăn còn lại là món cá chua, bàn giao cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam. Sáng ngày 14 tháng 3, hàng loạt trang tin điện tử của Mỹ và châu Âu như CNN, AP, Reuters cùng đưa tin các ngân hàng Silvergate, Silicon Valley Bank và Signature Bank sụp đổ trong cùng một tuần. Hiện mọi sự chú ý đang đổ dồn vào ngân hàng thứ tư là First Republic Bank. Với lo ngại cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ lan rộng chưa có điểm dừng, cổ phiếu của ngân hàng này đã giảm 66% vào lần kiểm tra cuối cùng. Những đồn đoán về viễn cảnh ngân hàng có thể sụp đổ đang lan truyền trên mạng xã hội. First Republic Bank ngay lập tức công bố một số bản tin để dập tắt những tin đồn và trấn an công chúng về tình trạng của mình. Tổng thanh khoản chưa sử dụng có sẵn để tài trợ cho các hoạt động hiện là hơn 70 tỷ đô la Mỹ, ngân hàng cho biết vào ngày 12 tháng 3. Bên cạnh đó đã có một số dấu hiệu căng thẳng tại các ngân hàng khác. Giao dịch của PacWest Bancorp đã tạm thời bị tạm dừng sau khi cổ phiếu giảm lần lượt 65% và 52%. Cổ phiếu Charles Schwab đã giảm 7%. Tại châu Âu, chỉ số Stock Abroad 600 theo dõi 42 ngân hàng lớn của EU và Anh đã giảm 5,6% trong phiên giao dịch buổi sáng, ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ tháng 9 năm ngoái.